Chào cả nhà nha, em ở kênh Hoa Lan Bảo Quyên. Hôm nay em lên phiên chợ ngày 20 tháng 12 năm 2022. Video của em thì được phát vào lúc 7 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Phong Lan Rừng. Số điện thoại chốt đơn là 0967999669, cũng là số Zalo nha cả nhà. Hôm nay em lại lên tiếp tục giới thiệu với cả nhà về một số mặt hàng hoa Tết nha. Hàng hoa Tết và cả sâm. Còn hai củ sâm bán mãi hết cả nhà. Mở đầu like là thôi quay hàng lạp đi, suốt ngày kiều trước rồi. Hàng lạp nha cả nhà, hàng lạp thì hoa vàng rất là rực rỡ, vàng này là vàng tươi luôn cả nhà, vàng này là vàng tươi luôn, cánh vàng, cái lưỡi nó cũng vàng luôn. Hàng này là hàng hoa Tết, nó cũng đã đang sưng nụ rồi nha cả nhà, đang sưng mấy cái mắt hoa này, những trời ơi, nãy giờ vừa quay, đang sưng mắt hoa nha cả nhà, đang sưng này, những cái thân này nó đang sưng, những cái nụ này này cả nhà nó đang sưng đây nè. Về là có Tết, Tết từ giờ tới Tết là có hoa nha cả nhà, và có cả nụ đây rồi, có cả nụ nha, có cả nụ và đang sưng mắt hoa. Nói chung là nhà em làm hoa thì làm hoa đuổi thôi chứ không có làm đồng loạt một lúc đó, không có làm một lúc đâu, nên là có cả nhà mình cứ vô tư chơi được một thời gian dài luôn. Sưng mắt nha và có nụ. Một chậu như này là em bán 180.000, 180k nha cả nhà. Cứ hai đơn trở đi thì em sẽ bao ship, hai đơn trở đi thì em sẽ bao ship cho cả nhà mình. Bác nào mua em có hoàng lạp và kim điệp nè, có cả kiều. Nhưng mà cứ hai đơn nha, còn một đơn thì cả nhà mình chịu dùm em một tiền ship nha, một chậu thì tiền ship cả nhà mình chịu dùm em. Hoàng lạp cây đang có vòi hoa nha cả nhà. Cái nụ này có vẻ nó bị chột rồi cả nhà. Cái nụ cây này nó bị chột rồi. Đây, nhưng mà vòi hoa nó vẫn còn đang sưng nên nha cả nhà, nó vẫn đang sưng mắt hoa nè. Đó, những cái thân này thì nó đang sưng, nhưng mà cái vòi của cái cây đó có vẻ như bị chột rồi. Thì chậu này em bỏ ra đi. Còn những chậu cả nhà mình yên tâm nha, em cũng sẽ lựa hết những cái chậu hàng hoa đẹp nhất để gửi đi cho cả nhà mình, nên là các bác yên tâm kiểm tra hàng thì mới nhận hàng mà. Đó, cây này đang lên hai cái vòi cực kỳ mập ú luôn, còn những cái thân của nó đang sưng nè, những cái thân của nó đang sưng mắt hoa nha, đang sưng mắt hoa hết, đang sưng đây này cả nhà. Hai cây vòi hoa này, hoa vàng rất là đẹp nha cả nhà. Tết có một cái màu vàng rực rỡ, một chậu như này thì chỉ có 180.000 thôi. Đó, vòi hoa đều có nha cả nhà, vòi hoa này và mắt hoa đang sưng nè. Đang sưng là nó sẽ nứt ra nha cả nhà. Nó đang sưng thì nó sẽ nứt ra, một chậu thì rất là sùm luôn. Một chậu thì 5-6 cái thân tơ thôi cả nha cả nhà, rất là to, cái thân hoàng lạp nó cũng rất là to và múc rồi. Đó, nhìn một chậu như này là đã sung xuê rồi nha cả nhà. Một chậu rất là đẹp ạ, một chậu là 180.000 nha cả nhà. 180.000 cho một chậu. Rất là đẹp ạ. Đó. Tiếp theo là kim điệp nha cả nhà. Kim điệp thì 150. Em bán kim điệp thì 150, đang có vòi hoa nè, cây con cũng đang lên nha cả nhà. Với lại hàng này thì nhà em cũng mới có bỏ phân đồ lại hết rồi, xong rồi làm hoa nên là cây nó sẽ có chắc và phát triển. Phân nhà em là dùng phân yến á cả nhà, yến là yến ở đây, yến nuôi á, yến nhà nuôi này là có phân yến và phân chì, phân tan chậm đấy á, nên là cả nhà mình yên tâm. Nói chung là dùng những cái hàng cũng đảm bảo chứ không phải dùng hàng hóa học, cây hóa học. Mới bỏ phân thì làm hoa thì cây nó sẽ có chất và nuôi được hoa nha cả nhà. Cả nhà mình về cứ thế là chơi tưới nước thôi, không phải phân bón gì nữa, không phải làm hoa gì nữa, nhà em đã làm hết rồi. Các bác chơi hoa xong thì tầm 3-4 tháng sau thì cả nhà hẳn bỏ phân lại cho cây. Đó, một chậu kim điệp xuân như thế này thì nhà em bán là 150.000 nha cả nhà. 150.000 cho một chậu kim điệp xuân. Hoa vàng rực rỡ mà mùi rất là thơm nha cả nhà, hoa mùi rất là thơm. Tiếp theo là đây là cũng vậy nè cả nhà. Nói chung là thân nào cũng đều có hoa, có hoa và sưng mắt hoa hết nha cả nhà. Sưng mắt hoa này, nó đều sưng hết rồi. Đó, một chậu như này là 150.000. Nó chỉ có tầm 5-6 cái thân tơ thôi nha cả nhà. Tại vì cái dòng kim điệp này thực sự mà ấy thì cũng nó cũng rất là
khó trồng ở cả nhà chứ không phải dễ. Cái này là nó bị gãy ra xong nó lên cây con ở dưới đây này cả nhà, cái gốc này này nó nứt nhánh nứt cây con. 150.000 cho một chậu kim điệp đó. Tiếp theo là hồ điệp cả nhà nha. Hồ điệp em bán là 200.000 một cây, à quên lộn, 200.000 ba cây. Combo là 200.000 ba cây bao ship rồi nên là cả nhà mình yên tâm nha. Một cây rất là to, cây của nó tới 3-4 cái vòi hoa như thế này cả nhà nha. Một chậu là một cây như thế này, ba cây là 200.000 em đã bao ship nha cả nhà. 200.000 ba cây bao ship rồi, cây rất là đẹp, về chơi được hoa và lá luôn nha cả nhà. Đó, hoa và lá luôn. À, mùa này thì mình chơi hoa để Tết này, hoa này là hoa Tết nha cả nhà. Hoa Tết còn xong rồi thì mình cắt hoa đi, mình dưỡng cây, mình chơi cái lá nó cũng rất là đẹp, nó cũng là loại lá phát tài á cả nhà. Rất là đẹp nha, 200.000 ba cây. Ba tiếp theo là kiều nha cả nhà. Kiều đã nứt vòi hoa hết rồi nè, đã nứt vòi hoa nha cả nhà. Kiều này đã nứt vòi hoa rồi và đang có hoa nữa. Nói chung là hoa nhà em là hoa đuổi nên là cả nhà mình yên tâm sẽ có hoa chơi trong thời gian dài, chứ không có nở rộ ra một hai hoa tuần rồi một tuần rồi thì nó sẽ hết. Nhưng mà nhà em làm thì cứ hết cái vòi này nở xong lại tới vòi khác cho cả nhà mình nha. Nó đang sưng nè, nó đang sưng và những cái này thì nó đã nứt nứt mất hoa ra rồi. 150.000 cũng một chậu nha cả nhà, rất là nhiều thân tơ, 5-6 cái thân tơ này, chậu rất là xung xuê. Cái này thì vòi hoa nở rồi nè, còn cái này thì đang nụ. 150.000 một chậu kiều nha cả nhà. Kiều hoa cánh trắng lưỡi vàng nha, cánh trắng lưỡi vàng rất là đẹp, rất là nhiều thân tơ và đang sưng mắt hoa, đang sưng mắt hoa hết rồi nha cả nhà. Nói chung là thân nó nhỏ nhưng mà nó cũng già rồi. Đây nè, cái này nó đã nứt mắt hoa ra rồi nè cả nhà nè. Đó, đã có mắt hoa nha cả nhà. Đây, đảm bảo về nhà mình là có hoa Tết chơi. Các bác ở miền Bắc thì bữa nay mua kiều này là ok nha, tại vì nó đã nứt và nhú nụ ra rồi thì về các bác sẽ có hoa chơi Tết. 150.000 một chậu kiều nha cả nhà. 100 cây này tới 4 cái vòi hoa cả nhà, rất là sai hoa luôn. Nứt nụ này cả nhà, nó đã nứt nụ nha, nứt nụ. Những cái chậu này thân tơ này cả nhà, thân tơ cũng đang sưng mắt hoa. Là 150.000 một chậu kiều, bao hai chậu trở lên em bao ship nha cả nhà. Nói chung là cứ chậu 5-6 cái thân tơ đều đang sưng mắt và có nụ, có vòi hoa ra rồi, đều sưng mắt hoa và nứt là cả nhà nha. Đó, các bác nào mà cái này hoa nở tàn rồi cả nhà, tí này em cắt cái này đi. Còn lại những cái thân này nó đang sưng cả nhà nha, nó đang sưng và nó đang nứt ra rồi. Đó, về nhà mình có hoa chơi Tết nên là các bác yên tâm. Những chậu như thế này là 150.000 một chậu, nứt vòi hoa hết rồi đây nè cả nhà. Đó, rất là sai hoa, cây nào nó cũng nứt, thậm chí nó nở hoa rồi bây giờ nó vẫn nở tiếp nha cả nhà. Đây nè, nên là các bác yên tâm, không sợ là không có hoa. Đang nứt vòi hoa hết đây. 150.000 một chậu kiều. Cả nhà mình ai mua thì ủng hộ cho em theo số điện thoại là 0967 999 669 nha cả nhà. Và em còn hai củ sâm, hai củ sâm này rất là già rồi cả nhà. Các bác nào chốt thì ủng hộ về ngâm rượu rất là đẹp luôn. Hai củ này lên bình rất là đẹp cả nhà ơi. Đó, lên bình cực kỳ đẹp tại vì nó già lắm rồi, nó già cũ rất là cứng, tím liệm luôn. Cái này mà rửa lên thì em nói bao tím luôn. Không biết ở ngoài Bắc da này cả nhà khô rồi da. Đây, đó, sâm Ngọc Linh trồng ở Kon Tum nha cả nhà. Sâm này là sâm trồng cực kỳ già rồi, sâm già cũ tím liệm luôn. Mắt nó nổi lên rõ ràng nha cả nhà. Mắt này, mắt từng đốt, từng đốt, từng khắc riêng nè. Đó, cứ mắt bên này, mắt bên này. Rất là già, củ này già lắm luôn rồi cả nhà. Màu tím liệm luôn. Củ này mà bác nào không mua cực kỳ phí, hơi bị phí luôn á. Hai củ này, bác nào lấy hai củ này em sẽ có giá ưu đãi nha. Hai củ này cực kỳ già rồi, tím lắm rồi à các bác, tím liệm luôn này nè. Nhìn như thế này là đã thấy cái màu tím tím của nó rồi. Và cái đốt sâm nè, sâm già rồi nha cả nhà. Cái đốt nó lên thì nó cứ khắc bên này, khắc bên này, chứ nó không có dòng như cái củ tam thất đây này cả nhà. Cả nhà nhìn không,
đó, nó rất là rõ ràng nên là các bác yên tâm, xâm trồng rồi, không phải là hàng như các bác hàng rừng nó sẽ rất là đắt nhưng cả nhà, mà nó cũng hiếm chứ không có nhiều như cái xâm trồng này. Xâm trồng thì 7-8 năm, như những cái củ này là 7-8 năm tuổi, nhưng mà nó già xâm lắm nha, nó đã già và củ nó già, nó tím liệm luôn rồi, nên là các bác yên tâm. Hai củ này nha, hai củ này là gần 400 gram cả nhà, 400 gram. Em bán lẻ thì 2 triệu một củ, 2 triệu một củ. Còn bác nào mà lấy hai củ luôn thì em bán 3,8 triệu nha cả nhà, 3,8 triệu, tặng thêm một củ sâm nữa luôn. Một củ sâm bán 250 nha cả nhà, củ nhỏ đấy chứ không phải củ lớn đâu các bác nha, em nói rõ luôn chứ để các bác lại thắc mắc đó. Bác nào mua thì ủng hộ cho em. Về bữa nay 5 rượu là bao, tới Tết là uống ok luôn nha cả nhà. Tới Tết là uống luôn ok. Lá nó còn tươi và xanh nha cả nhà, lá rất là tươi. Nhưng mà mùa này là các bác mua sâm là chuẩn luôn, tại vì mùa này là sâm bắt đầu rụng lá. Đó, thì cái dưỡng chất nó tập trung vào trong cái củ sâm rất là nhiều luôn. Chứ còn mà ra Tết mình mua thì nó sẽ không đạt nữa đâu cả nhà. Tại vì lúc đó thì cây sâm nó sẽ bắt đầu lên mầm mới và lên lá, lên cây nha cả nhà. Đó, em video của em thì hôm nay tới đây là hết. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và xem video của em. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ ạ.